giao đấu giữa nâu một mèo mèo và Vên Lớp Tí. Vầng trọ son là đến từ game thủ màu 2, tức là game thủ lại Buffett nâu 1. Bên kia là quân gì chúng ta cũng chờ đợi. Vâng, bên kia là Max Egypt, bên mình là trọ son cả này. Và thế ngay từ trong đầu tiên quân bên mình nó vẻ là hơi xấu. Vâng, Max Egypt là quân bên bạn, quân mình là trọ son và Kata. Quân ở này đã chắc nhỉnh hơn rồi bên kia rồi. Dù gì bên kia cũng có một Egypt, chưa kể đến nó một Macedonia, một quân tương đối khó chịu. Khi mà đối đầu với Macedonia các bạn chỉ có cái bài mà vâng, cái bài mà công, bài công thôi. Bài công của Macedonia là một quân công khá khủng khiếp. Với những con phù thì dường như là rất rất ít khi có tác dụng với những đơn vị quân của Maxe, kể cả y và kể cả chém luôn. Rất khó có tác dụng khi mà quân đội của Macedonia, quân đội nó có thể gọi là nó tương đối là trung thành. Bằng dùng từ chuẩn là trung thành. Thế cũng được. Vâng, đây những con giò đầu tiên đến từ game thủ mèo mèo. Và anh bắt đầu đi giò. Vâng, trận đấu này vâng, mặc dù quân này xấu hơn, tôi đánh giá là chỉ là 5 năm 4 năm thôi. Đối với Mapla, vâng, Mapla G vâng 2 chém nó không phải cái gì đó nó quá xấu. Trừ phi bên họ nó quân không cửa bật. Bên kia có một Egypt, và cái Egypt cũng là quân tương đối khó đánh. Vâng, rất khó để giết được Egypt trong những thời điểm đầu tiên. Trừ khi bài của anh quá mèo. Nếu mà Egypt lên đời thì con phù Egypt của anh ấy thương hiệu vô cùng rồi. Tầm xa của những phù Egypt từ khi mới sinh ra. Vâng, mới sinh ra đã là 13 luôn. Mới sinh ra đã là 13. Vâng, cộng thêm đó là những con nông dân của Egypt thì có cái khả năng đào vàng bá đạo, cực kỳ bá đạo, nhanh hơn cả dân Pan. Dân Pan làm cái gì cũng nhanh. Mà thua Egypt về khả năng đào vàng. Vâng, bình thường là các quân khác các bạn có 6 nông dân đào vàng. Đối với Pan thì là 4 nông dân. Mà riêng Egypt chỉ cần 3 con. Đấy, chỉ cần 3 con này các bạn có thể xong đều 2 chứ nhà BL. Vâng, 4 con thì các bạn có thể xong thêm một nhà BP. 5 con thì các bạn có thể đánh trâu về. 6 con thì các bạn biết lượng vàng nó đem lại là siêu siêu nhiều. Thôi, nói về quân. Nói quân hơi nhiều. Quân mình chán cửa dưới rồi. Nhưng mà ở trận thiếu này bài anh Mèo đang là tươi ổn. Vâng, bài anh có 2 hiêu, 1 quả phụ. Một con. Mặc dù quả phụ nó không còn quá đẹp. Nói chung thì thế này cũng là tương đối ổn. Chúng ta sẽ sang hành máy của nó 1 trước khi quay trở lại với anh Mèo. Đây là game thủ nó 1 vòng bài cho son. Ở bên này thì có chiến thuật như thế nào đây? Liệu rằng có một bài mà đánh thẳng qua một váy hay không? Và cái bài vòng đánh map la một quân cho son hay Kata đánh qua một váy phải chuyện gì đó nó quá xa lạ với các bạn nữa rồi. Còn đây là bài mà vòng bài bắt buộc thôi. Với con vòng váy thì thực ra nó con nó chỉ được chia sẻ và nâng cấp nó đỡ tốn công nghệ nhưng mà nó rất là yếu. Vâng, trừ khi mà tụ đông rồi cơ thì nó mới đem lại một sức mạnh nó tạm ổn, không phải là quá mạnh nhưng cũng không phải là quá yếu. Khi mà còn qua một váy thì cái lượng thịt gỗ, lượng thịt vàng nó xin bằng qua hai váy nhưng mà nó thật là nó yếu vô cùng. Vâng, công thì có 4 thôi, tầm xa thì là thua, tầm xa mắc binh thì là 6-2 kiểu Minoan cũng thế. Minoan bao giờ lên hai váy thì nó có sự khác biệt. Vâng, trận đấu này vâng, mặc dù là quân xấu hơn nhưng tôi thấy hai bài bên này là khá tươi. Vâng, bài nó một cũng có quả phụ và cũng có voi, cũng có hiêu về và anh kích đời ở tương đối sớm. Đây là như vậy là 7:53 à không 7:34 nó một kích đời với 26 à 23 nông dân của chó son. Bãi quả phụ là 6 cây. Vậy bài nó một chắc chắn là sẽ ổn. Và anh cần phải căn kè thật chuẩn. Chúng ta quay trở lại với anh Mèo. Với anh Mèo đánh 25 nông dân và kích đời ở khoảng giữa 8. Không biết anh Mèo có đánh thẳng qua một váy không. Bài của anh là có thể đánh được. Nhưng bạn biết rồi, nếu mà muốn đánh cung và các bạn muốn đánh một bài cung khỏe, ít nhất các bạn phải có 2 chiếc BS từ đời. Vâng, có ít nhất 2 chiếc BS sau khi lên xong đời 3. Rồi cho chuẩn, bởi vì rất nhiều bài mà các bạn đánh cung nhưng mà phải xây chiếc BS thứ 3 khi lên đời 3 xong, do là bài quá xấu. Các bạn mắc binh nhất đánh cung rồi chứ là các bạn có khoảng tầm từ 3 đến 4 chiếc BS từ đời 2 thì nó rất mắc binh. Nhưng không biết bài là anh Neo sẽ định đánh vì cái gì. Bên kia một Mark và một Egypt, chưa thấy bên nào soi tham. Quay trở lại với game thủ nâu 1. Đây là nâu 1 và 23 nông dân và đang cố gắng ép thịt. Thì tôi nghĩ sẽ dồn lên đủ thôi. Nhưng một sẽ kích một bài ở khoảng đầu 10 sớm. Đây là chiếc BL của anh. Đây mở gần đi luôn. BL, BM bó bay gỗ, hợp lý. Cũng được chứ sao? Cũng được, vấn đề gì?
chúng nó biết quân là được rồi. Mà đúng này, vậy anh kích cái đầu mới sớm và bây giờ thì bắt đầu đi đào vàng. Sẽ là 6 nông dân đào vàng để cho nó một có thể thiết kế được hai chiếc nhà bây giờ. Và nó một cần phải chém thật sớm và phũ vàng để cho game thủ meo meo có khỏe. Bởi vì bà anh đánh 23 nông dân nên anh không thể nào mà phát triển nó khỏe khỏe được. Bán máu thôi. Và nếu mà giết chết được một nhà luôn thì sẽ đưa về cái thế 2-1, mặc dù quân xấu hơn nhưng mà tôi nghĩ là cửa thắng sẽ dành cho các thủ của phía Genvi là cao. Nhưng mà đấy là câu chuyện mà nó một có thể giết chết được một nhà. Còn đây là vâng, còn thực tế là như thế nào chúng ta cùng chờ xem. Như vậy là gặp game thủ mùa 1 Maxedo nha. Vâng, cho son gặp Maxe. Và dường như Maxe đang không để ý không, nhưng mà anh để ý rồi. Nhưng mà chắc chắn con của giỏi sẽ gây rất nhiều khó chịu dành cho game thủ cầm Maxe. Chuẩn bị đã công giáp nhưng mà đã có công giáp đủ đến từ con ngựa giò này. Và đây con ngựa giò mà các thủ Trung Quốc vâng luôn luôn sợ hãi. Vâng vậy. Vâng Maxe cũng đã có giò như vậy. Maxe bài lên không phải là muộn. Vâng đâm mi không. Không biết sẵn đâm mi hay là như thế nào. Vâng Maxe đang rút về. Dường như Maxe là người có hốc. Tôi không nhầm thì Maxe sẽ là người có hốc. Vâng cắt ra lên đâm mi. Không nhưng mà là không đâm mi. Vâng tôi nghĩ đâm mi là một cái bài gì nó vâng hợp lý hơn. Con ngựa giò nó một vẫn đang gây rất nhiều khó chịu cho game thủ về lớp. Còn về lớp ngựa giò chỉ có công và khả năng con ngựa giò sẽ phải nằm xuống, không đi được bị đây rồi. Bây giờ anh mới đem ra, vâng nãy anh cứ nghe tôi thì bây giờ phải có y được không. Con ngựa giò của game thủ mùa một thì chỉ còn một máu mà thôi. Một tên tạt cánh sang nhà game thủ cầm Egypt. Không, nhưng mà đã không tạt cánh và đi thẳng ở đây luôn. Và chắc chắn bên kia nó cũng sẽ có những đơn vị chém để quản những con đồng dân ăn hoa của game thủ màu 2, no 1. Còn đây sẽ là nhà bi, cẩn thận, đừng để họ phát hiện. Đúng rồi, tốt lắm. Rồi chúng ta chuyển sang máy anh mèo. Đây là anh mèo và anh mèo đánh với cũng là anh chém luôn. Một bài 2 BL nhưng mà dường như là bên kia màu 8 cầm Egypt thì đã kín được cả. Và anh mèo đánh một bài vừa đắp ruộng văn hoang. Đây là cái bài mà rất khỏe dành cho chém. Đây là con ngựa giò của anh thủ màu 1. Còn con ngựa giò chỉ còn một máu thôi. Nằm xuống và có chém đến đây luôn. Anh mèo đi không. Đây chỉ là một con chém thôi. Đây là cái thủ nó một bằng một pha mà overbomb derby. Chắc chắn là như vậy. Ở bên kia khả năng nó cũng bằng anh cũng. Còn chắc chắn bên kia là bên lớp sẽ lường trước được cái điều này. Mà lường trước là một chuyện, còn đỡ được công thì là một công chuyện khác. Một pha vẩy e của game thủ cầm cho son. Đây lớp một tay vẩy e khá cứng cựa. Và đây là có y. Có y trong thế này. Tập với ôm bom thật sớm nhà của người cầm mắt xem. Cửa thắng mới sáng cho các game thủ bên phía team Liên Quân. Và bên kia bắt đầu có y. Cái này không phải là ít. Còn chọc rồi. Đây là những con y của cho son. Y son thì đối đầu với y của Marcelo nhà thì nó ngang phớ đây. Chả thua nhau cái gì cả. Rất ưng y trong tuần này. Hai con y rồi. Mà lực không có quá nhiều sóc y. Mà anh phải đi sóc y. Và bắt đầu vẽ ruộng. Và liệu rằng tuần này có sửa đấy không? Vâng có cover của game thủ cầm Egypt sang đỡ cho. Bây giờ mà là phải có một tuần lọt được vào nhà cơ. Tôi lớp đang cho khoảng tầm hơn chục dân ra sửa. Một số lượng nông dân là khá nhiều. Và anh chỉ được thủ được nhà thôi. Cửa thẳng bên phía Genvi là hơi khó. Và nhưng mà lượng đà của anh Mèo đang là rất đông. Còn 4 con y trong tuần này. Anh Mèo sẽ là người đuổi cover, còn đầu một sẽ là người đâm nhà. Còn chém xuyên. Còn y của bên lớp dường như là có giáp thì phải. Rồi y của bên lớp khỏe hơn y của bên thủ vâng vàng. Còn bên lớp vẩy rất nhanh trong tuần rồi. Đây là một tên mà liệu rằng vâng họ vâng đã lọt vào nhà game thủ của bên lớp. Thế bây giờ thì anh sẽ làm thế nào đây? Một tên này là có chém trong tuần này. Vâng chém là công giáp đầy đủ. Và bên lớp đã người bung nhà. Vâng đã hở nhà, bây giờ anh phải đen e ra và chạy. Vâng có chạy được không? Dân Maxe không bánh xe là chạy thế nào đây? Vâng này thì chạy rồi. Vâng không cần sóc y nữa, bằng này đủ, bằng này y nó có thể đủ cầy nát nhà của vây lớp rồi. Vâng một tên mà thủ nhà, vâng tính thời điểm này thì là dẻo của vây lớp. Mà dẻo thì dẻo nhưng mà lủng nhà là không thành công rồi. Rất khó cho vây lớp để có thể chạy con đồng dân. Thì mà con đồng dân của Maxe là con đồng dân không có bánh xe. Mạnh máy game thủ mèo mèo. Vậy mèo vẫn đang cực khỏe với qua này của mình. Nhưng mà liệu rằng game thủ màu 8 có cân được đôi không? Màu 8 bắt đầu phải ra ngoài để ăn những mỏ vàng. Được lợi thế bắt đầu dành cho game dành tinh liên quân khi mà đang đưa với cái thế 2-1. Có đỡ không? Một cung R của Egypt rất trâu. Có một lần giáp. Phải bắt dần dần thôi. Và anh mèo chưa có anh xe một bài bắt trâu trâu lạc đà trong thời điểm đầu tiên của anh mèo. Đây là nó một có quân không phải sang cứu anh mèo thôi. Không như vậy là nó một vẫn đang cố gắng chặn nhà của Maxe. Của Maxe đang cực yếu rồi. Thế trận đưa về 2-1.
mây meo cần phải giữ được tam. Đúng thôi thì hai nhà khỏe lên thì chắc chắn là bên kia sẽ là yếu hơn. Nhưng vấn đề rằng thằng anh meo không đủ để mất tam cơ. Mất tam thì chuyển cái thứ 1 đổi 1. Đây rồi, tam vẫn giữ được 29 thế nhưng mà vẫn ổn. Vẫn ổn, không xoắn tí nào. Mặc dù bên kia là cung rờ Egypt nhưng bên ta là hai quân. Còn trong map la thì để cân đôi nó tương đối khó. Có một con y của cái thủ vòng màu 1 sang nhà để quấy rối anh mèo. Anh mèo vẫn giữ được cái tham 30. Quay thấy một tay chém tinh khôn như thế nào. Và anh mèo là một tay chém rất quái. Còn có thể gọi là quái nhất luôn. Anh mèo ngày xưa đánh nổi tiếng với lối đánh chém khôn của mình. Còn game thủ Gunny nổi tiếng với lối đánh chém phũ. Còn nó một định sang cứu nhưng mà không. Hunter này nhưng mà anh đang có 6 lát bà và dường như sẽ bị bắt. Một tí đánh khá khỏe ở trong trận yếu này. Đây là anh máy nô 1 và nô 1 vẩy e để có thể bắt được hại bằng con chém còn lại. Thì ta nô 1 là 40. Sẽ anh sẽ sử dụng hơi xấu. Còn đào thêm vàng không. Và đang cầy nát nhà của bên lớp. Còn bên lớp bây giờ chắc chỉ còn một vài con y thôi. Được bơm 100 vàng đến từ anh mèo. Quay trở lại với anh mèo. Anh mèo tham vẫn 30. Không xoắn. Đây là một kích cung rờ to của game thủ màu 8 đang muốn đẩy sang nhà của nó 1. Nó 1 cần phải sóc đều 2 như BL và lên chém 4 sớm. Với con cung rờ của Egypt rất trâu. Cần phải chém 4 sớm để có thể. Vâng, tham 2 vẫn đang cần. Bây giờ thì game thủ màu 8 vẫn đưa về thế trận nó tương đối chuẩn. Màu 8 là người tói bản đồ. Nhưng vấn đề bây giờ thì bên này đang là hai nhà. Một con một chém của màu 6 đang màu 1 đang gây khó chịu dành cho đối thủ nó 1. Nó đang gây khó chịu thôi. Đây là ông này phế rồi. Bằng bãi vàng. Đây là cung R của Egypt. Và đang có mặt tại đây. Một tên cung R này tôi đâu. Nhưng tôi nghĩ là nó 1 sẽ đỡ được. Còn cung R Egypt tụ được vào khoảng tầm 30 con trong tên này. Vì trong tên này nó 1 vào đây không. Vâng, có vào trong tên này không. Vâng, cẩn thận họ đứng dốc và vẩy e. Vâng, xô. Không, nhưng mà chỗ này hơi khó. Vậy một tí vậy rất tốt trong lành không vào được. Này chỉ mất quân thôi. Không có được một tí vậy rất tốt. Đứng quân quá tốt và đây con người Egypt. Như vậy là nô 1 đã quýt. Nó đưa về được thế 2-1 nhưng mà người Egypt nó quá rồi thì nó thực sự khác biệt. Tỷ số được nâng vâng mở 1-0 dành cho các em thủ bên phía Hà Nội. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo sau một ít phút.